chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong chuyên mục đánh giá xe của kênh Quốc Vinh Ô Tô, kênh đánh giá xe tải chuyên nghiệp. Thì ngày hôm nay anh Vinh sẽ giới thiệu cho anh em một dòng xe đã có rất nhiều quảng cáo, đã có rất nhiều trailer được tung ra và cũng đã rất nhiều thông tin về chiếc xe này có đến được với tay người tiêu dùng hay không. Thì sau cái cơ cấu thay đổi, nói sơ về cái nội dung ngày hôm nay, thì cái cơ cấu thay đổi từ năm 2018 thì cái nhãn hiệu Hyundai ở Việt Nam của chúng ta sẽ được độc quyền bởi tập đoàn Thành Công. Thì đây là một trong những cái lợi thế của Thành Công, cũng như là một trong những bất lợi của những cái hãng thương hiệu khác. Và cái điều em đang muốn nói tới đây là Đô Thành. Như anh em cũng đã biết thì Đô Thành của chúng ta có ở năm 2017 đã có lắp ráp những cái dòng xe Hyundai nhập khẩu 3 cục, như là Hyundai HD72, Hyundai HD65, HD99 6,5 tấn hoặc là HD120SL và HD120S gần đây nhất. Nhưng bước qua đời 2018 thì coi như là thương hiệu Hyundai sẽ chấm dứt đối với Đô Thành. Và ngày hôm nay chiếc xe đang xuất hiện ở đây mang tên là IZ65 và sử dụng tiêu chuẩn động cơ là Euro 4. Thì nhìn tổng quan bên ngoài, như anh em cũng đã biết được là Đô Thành theo đuổi những cái dòng xe Hyundai đã từ lâu lắm rồi, nên có thể nói là cái màu xanh ở phiên bản chúng ta đang có ở đây không khác gì với những cái màu xanh trên cái xe Hyundai. Và những cái kiểu ký tự, những cái kiểu logo dán cửa nó cũng không có gì, vẫn làm chúng ta có cái sự gợi nhớ tới một cái thương hiệu Hyundai của Đô Thành năm 2017. Đây, chiếc xe của chúng ta tên là IZ65. Thì như anh em nào sử dụng Hyundai nhiều cũng biết được là 65, 72, 99 hay là 120S là những cái mã xe của những cái dòng xe Hyundai. Như trước mắt anh em ở đây có thể thấy được đó là IZ65 3,5 tấn. Thì chúng ta có thể thấy được là nó làm chúng ta mường tượng tới rất nhiều với những cái dòng Hyundai ngày xưa mà Đô Thành lắp ráp. Đó là cái chuyện bề rộng, chuyện chính trị thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, trải nghiệm thử cảm giác kết cấu của cái dòng xe IZ65 Đô Thành. Trước mắt chúng ta đang có ở đây là phiên bản Gold. Gold ở đây có nghĩa là đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này. Đầu tiên đi vào cụm bóng đèn thì Đô Thành trình làng chúng ta một cái dạng xe với đầu cabin. Lần này nó khuynh hướng của cái đầu cabin này nó hướng sang cái đầu cabin của Isuzu. Và nó sơ bộ cho anh em biết thêm là cái cỗ máy trên chiếc xe IZ65 này vẫn sử dụng động cơ Isuzu 2.5 động cơ dầu ha. Đấy, logo Đô Thành được mạ chrome sáng bóng. Đây cũng có chữ Đô Thành nữa. Và chữ Gold được mạ chrome ánh vàng, khá là sắc sảo. Và cái cụm đèn trước, như em đã nói lúc nãy, thì cái thiên hướng đầu cabin của IZ65 sẽ nghiêng theo cái hướng vuông, dài, cao của Isuzu, làm cho không gian cabin nó khá là rộng rãi. Và như vậy thì cái đèn chiếu sáng của chúng ta cũng sẽ được vuốt vát như thế này, làm vuông góc với cái đầu. Đèn hình giọt nước tích hợp bóng xi nhan, đèn chiếu sáng bằng bóng halogen, gương cầu. Thì với gương cầu này thay đổi ở IS65 là có thể gật lên gật xuống điều chỉnh cái độ sáng nhảy trên đường. Đây là đèn pha sử dụng bóng halogen cho áp tích hợp, cái khu vực giải lưới lấy gió vào bên trong cái nước ở trên mặt ga lăng nhìn cũng khá là thể thao và ấn tượng. Thiết kế theo dạng tổ ong. Khu vực đèn cản thì cũng không có gì ấn tượng lắm, vẫn là những cái loại đèn hỗ trợ sáng bình thường thôi, bóng halogen. Bên đây thì có tích hợp cho anh em một cái móc kéo xe khi chúng ta cần hỗ trợ. Và sâu bên trong đó, như anh em có thấy được, nó là vàng nóng đấy. Thì là một cái kiểu lắp ráp quen thuộc của Đô Thành, vàng nóng luôn nằm ở bên phía bác phụ. Đi vào phần cánh cửa bên hông thì đây là một cái điểm ấn tượng trên IZ65. Cái đèn xi nhan là một điểm ăn điểm rất nhiều, với thiết kế là một dải phản quang đèn đầm mi nằm ở đây. Đây là bóng đầm mi ha. Thì bật đèn lên em sẽ thấy bóng đầm mi sáng lên.
và đây là bóng xi nhan vuốt cái hình tam giác nhọn, nhìn khá là thể thao, hợp với cái đầu xe này rất là nhiều. Nhưng mà đèn xi nhan nằm bên đây với thiết kế nhô cao như thế này, đây quay gần cho anh em thấy nó nhô rất là xa ra ngoài, nó cũng nguy hiểm khi chúng ta di chuyển trên đường, dễ bị những chiếc xe máy họ bá vào. Ở cái tầm chân như thế này thì bá vào cái xi nhan là chuyện đơn giản, rất là dễ xảy ra va chạm trên đường. Và một thiết kế điểm cộng nữa của Đô Thành DZ65 là cụm kính chiếu hậu ở hai bên sẽ được đặt ở đầu cabin, không phải là để bên hông cửa như thế này. Nó làm cho chúng ta dễ dàng thấy ra ngoài. À, anh em có thấy được không? Thì chúng ta sẽ vô những cái khung đường nhỏ hẹp rất là ok. Đây là về cụm kính chiếu hậu chia ra hai tầng, kính quan sát rộng và kính quan sát gần. Thì DZ65 với cái thiết kế đầu cabin cao thì cũng trang bị cho anh em ta một cái kính để chúng ta có thể quan sát được ở phần đầu cabin khi di chuyển trong những cái cung đường chật hẹp. Kính chiếu hậu rất là ok rồi. Và giờ tới cần gạt mưa, thì đó là một cái trang thiết bị cơ bản bình thường thôi. Thì đây là sơ bộ về bên ngoài đầu cabin của Đô Thành DZ65 phiên bản 3,5 tấn. Vậy DZ65 có cả phiên bản 2,5 tấn nha anh em nhé. Vào thành phố được, thùng dài 4m3, dung tích xy lanh 2.5, sử dụng động cơ Isuzu nhập khẩu 3 cục, mang tiêu chuẩn Euro 4 đời 2018. Đấy, chúng ta sẽ cùng đi tiếp vào phần thùng để xem thử cái thùng zin. Ở đây chúng ta đang có phiên bản là thùng mua bạc, thì để coi thử cái thùng zin của nhà máy đóng có chất lượng hay không nha. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần cầu gầm và phần thùng zin của nhà máy đóng cho anh em. Đây là thùng, một cái dạng thùng tiêu chuẩn cơ bản của nhà máy, kèm theo thẳng theo xe rồi. Thì giống như bao đời Hyundai ở năm 2017 em đã review ở nhiều cái video trước, thì tất cả những thùng của Đô Thành sẽ được ốp inox xung quanh tất cả cái khu vực trụ đứng như thế này, làm cho chiếc xe của chúng ta sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em chỉ để đây là cảnh sắc, nó rất là xấu. Logo Đô Thành bản kẽm cũng được đóng vào đây. Logo này rất chất lượng nha anh em nha, nó không phải là một cái dạng logo dán đâu, nó là một dạng logo khắc đó. Thùng cơ bản của nhà máy thì thiết kế là thùng sắt, trụ sắt bẩn cũng bằng sắt, nhưng ốp bẩn ở đây là 3 lớp. Chúng ta có một lớp inox 430 sáng bóng ở bên ngoài, ở giữa là khung xương bằng sắt lót mút, và ở bên trong thùng xe của chúng ta là tôn kẽm. Đây, tất cả và bạc được trang bị zin từ Đô Thành, cũng là do Đô Thành may cho anh em ta luôn, là sử dụng bạc 3 mảnh anh em ha. Thì với một chiếc xe với kích thước nhỏ, thùng dài 4m3, chúng ta sử dụng bạc 3 mảnh là đã khá ok rồi. Đây là logo của Đô Thành được đóng lên bạc luôn ha. Bạc là bạc dán, đây là cái loại bạc dán rất là bền, chúng ta khỏi cần phải thắt dây bó dây rồi phức tạp. Thì đây là sơ bộ về phần thùng của DZ65. Ta cùng đi đến cái chỗ bình dầu. Ở đây với bình dầu dung tích thì gần 100 lít, ta có được bát mở khóa tích hợp. Trong xe này có khóa tích hợp đây, cùng với là chìa khóa phone lock, chúng ta có thể xoay như thế này, và nó có chế độ chống siết đây. Em cứ xoay qua về tới sáng nó cũng không mở ra được, phải ấn vào và xoay ra. Đây là sơ bộ. Và phần cổ bô, cục bô và lọc dầu khá là gọn gàng, tay Mỹ không chút thay đổi về cái khu vực bô xe. Thì chiếc xe chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn sẵn cái tải là Euro 4. Đây là sơ bộ về cái phần bình dầu. Ta cùng đi ra phía phần sau của xe. Thì đây, đã đến cái phần sau của xe thì em dám cá với anh em là không thể nào nhầm lẫn đi được. Vẫn mang một dáng dấp thiết kế của Hyundai. Đèn phía sau cơ bản là đèn xi nhan, đèn lùi,
và đèn dummy cùng với đèn thắng tích hợp vào cụm giữa. Đó, bây giờ không nhìn phần đầu đi, anh em xem thử phần sau, nhìn lên nó có giống chiếc Hyundai không? Y chang xe Hyundai. Có thể nói là đây là một cái dòng mà phối hợp giữa Isuzu và Hyundai từ đô thành, rất là ấn tượng. Và nói tới cái hệ thống vỏ ở trên YZ65 thì đây là một cái vỏ Super Miler DRC vỏ 7 mâm 16. Xe chúng ta sử dụng cầu láp ngang, đây cầu láp và các ống xích bô lon rất cứng. Như anh em cũng đã biết thì DRC là một cái thương hiệu vỏ đến từ Việt Nam, nhưng Super Miler là những cái vòng vỏ cao cấp nhất của DRC rồi. Đây là vỏ Đà Nẵng. Thì như anh em quan sát được là bánh trước bánh sau chúng ta sử dụng cùng một cái tước là cái điều thứ nhất. Thứ hai là trên xe chúng ta sử dụng là lớp gai xuôi, có nghĩa là xe này sẽ không nghiêng về tải trọng mà nó sẽ nghiêng về cho anh em ta chở đủ tải và di chuyển trên đường trường rất là tốt. Nhưng anh em cần tải nặng thì em khuyên nên thay đổi qua cái loại vỏ hỗn hợp. Ví dụ ở đây là chúng ta có một cái ví dụ ở đây, loại vỏ hỗn hợp cũng là DRC nhưng mà đây là loại phiên bản là Power Lure. Hiện tại có thể thấy được nó là vừa ngang vừa xuôi, chịu tải. Còn đây là vỏ gai xuôi Super Miler. Cái chắn bung đằng sau này cũng được đô thành thiết kế cho chúng ta bằng một cái loại nhựa tổng hợp dẻo, dẻo ha. Đây là loại dẻo chứ không phải là nhựa cứng đâu. Bánh xe cua, xe chúng ta sử dụng công thức bánh xe là 4x2 nên là tất cả các bánh đều sử dụng một cái thước vỏ thì chúng ta chỉ còn một cái thôi. Đây là cầu sau, tâm cầu khá là to, hai cái phuộc trợ lực cũng khá là ổn định, bắt cùng hướng bộ nhíp phía bên kia. Có thể là khi anh em lấy xe này về thì em nghĩ là chúng ta không cần phải đôn nhíp đâu, nếu mà chở đủ tải. Đây là khu vực cản bảo hiểm hai bên được làm bằng sắt sơn đen vàng. Đây là cục lắp dọc mặt đàn chữ thập rất là to ha, đứng cao. Với cái sắt xi, anh em quan sát kỹ cái sắt xi nè, hàng nhập ba cục, có nghĩa là nhập đầu cabin, nhập chắc xi và nhập cái cổ máy linh kiện full 100%. Đây anh em thấy được là với cái sự liên kết ECU hiện tại thì sắt xi của đô thành lỗ không là lỗ. Phải nói là nó rất là nhiều lỗ luôn, không biết những cái lỗ này để chọt cái gì. Nhưng mà anh em cứ để tất cả những dòng xe Nhật thì lỗ trên sắt xi rất là nhiều, hoặc lỗ liên tục. Đây là hộp cầu chì. Bình, chúng ta sử dụng bình ắc quy Đồng Nai 12V ha, chỉ có một bình thôi, bình khô anh em nhé. Từ đây là sơ bộ về phần cầu gầm, phần bánh và phần thùng cũng như là phần kèo bạc của xe Hyundai YZ65, bao gồm hai phiên bản 3,5 tấn và 2,5 tấn, được đô thành liên kết với Isuzu tạo ra và có mang thêm một số khuynh hướng của xe Hyundai nữa. Không phải là khuynh hướng đâu, nó rất là nhiều nữa là khác. Đây là sơ bộ về những cái phần chi tiết cầu gầm như phần thùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần máy móc động cơ bên trong xe để quan sát thử cái khoang máy móc là thương hiệu gì nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong phần nội thất cabin của YZ65 đô thành bản Gold. Tới đây chúng ta có được cái tay nắm mở cửa thiết kế, và đô thành đã khắc phục được cái điểm mà em đã nói rất nhiều video trước. Thì cái khu vực này là cái khu vực chúng ta móc tay vào nè, anh em có thể thấy là nó rất là dễ chày. Nếu mà cái tay này chỉ nằm ở đây và đây là lớp sơn xe thì em nói chỗ này là chỉ cần khoảng chừng một tháng thôi sẽ nát bét hết. Nhưng hiện tại ở đây là một cái dàn ổ khóa full nhựa, tay nắm mở cửa nhựa, bản lề nhựa và tích hợp ổ khóa mở bằng chìa ở đây. Thì cái việc mà đưa cái ngón tay vào đây nè, anh em có thể thấy rõ ràng nè, nó chày không được cái nhựa này đâu, rất là dễ mở. Giật ra rồi sẽ mở ra ngay thôi. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được là cái cửa của chúng ta sẽ sử dụng là kính điện auto khóa cửa, auto mở cửa ha. Khóa của chúng ta là khóa trung tâm. Ốp này là ốp Simili giả da,
cái vân da nhìn cũng rất là đẹp nè anh em ha. Loa tích hợp bên trong cánh cửa nè, ngăn học để đồ tiện dụng. Và cái điểm quan trọng là trên IZ65 cập nhật khá là hiện đại khi chúng ta có remote đóng mở khóa rất là ok ha. Và xe chúng ta chỉ đóng khóa khi anh em chúng ta đóng cửa thôi, khi mở cửa nè em vẫn không khóa, nó cũng vẫn không có vào nè, nhưng khi đóng cửa bấm chìa khóa thì chắc chắn xe vào. Đấy, ghế ở trên Đô Thành IZ65 sử dụng loại Simili giả da mềm, dễ dàng vệ sinh và cái thành ghế cũng rất là dày. Đây là sơ bộ về IZ65. Và như anh em cũng đã thấy lúc nãy là đầu cabin chúng ta là đầu cabin mở lên ha, nên chúng ta không có cái việc mà phải mở cabin ở trong, mở lên để coi phần máy ở trong cabin đâu. Rồi cùng lên xe thế nào. Trước khi lên xe thì ở đây cái bộ bước chân lên chúng ta sẽ sử dụng là bằng nhựa tổng hợp cứng ha, nhựa có vân chống trượt chứ không phải là bằng sắt. Nhà máy đã lót tỉ càng cho anh em bằng Simili ở dưới sàn hết rồi, chúng ta chỉ để một cái miếng chống bụi lên là ok. Quan sát sơ bộ thử cái phần điện ở bên trong xe này coi, thì tất cả những cái mạch điện cũng được cuốn gối đặt ở những vị trí rất là gọn gàng. Gật gù cần lái ha, dành cho anh em nào đùi to quá hoặc là phốt phát quá thì phải sử dụng đến nó thôi, giống như em đây. Rồi đây là bước vào bên trong cabin của IZ65 Đô Thành, ta sẽ cùng nổ máy lên thử nha. Rồi sau đây chúng ta sẽ phân tích cái máy lạnh với xe của mình. Thì trên xe trang bị cho anh em chúng ta tổng cộng là 4 cửa lạnh, 2 ở bác tài và 2 ở bác phụ. À, phân bố rộng rãi với đầu cabin rộng như thế này thì sẽ trang bị thêm cho anh em một cái ngăn học mở ra để đựng đồ cũng khá là tiện dụng. Còn cổng dây được nhà máy tặng cho anh em là cổng dây kết nối giữa điện thoại và cổng giải trí trên xe. Đồ là cơ bản. Khu vực tắp lô khá là rộng rãi, vuông. Thì với cái đầu cabin vuông thì chắc chắn với anh em một điều là 100% nó phải rộng rồi, nó không còn gì để nói nữa. Tay ăn tay vẫn là loại cơ bản bình thường, nút bấm được mạ chrome. Khu vực thân tay là cũng cứng cáp đấy. Xe chúng ta sử dụng một cái hộp số 5 cấp số tiến và một cấp số lui, cần số không dài lắm, ngắn. Thì khi cần số ngắn cái lực tay chúng ta sẽ rất là đều và giúp cho cái việc mà chuyển đổi cơ cấu số nó êm dịu hơn. Vào phần giữa trung tâm ở đây chúng ta có được một cái hệ thống giải trí bao gồm là đài FM, cổng micro USB và hệ nhớ SD. Là 3 chế độ giải trí. Xe chúng ta rất tiếc là nó chưa có Bluetooth. Bluetooth như xe du lịch thì nó quá là tiện dụng rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái điểm đặc trưng, điểm cộng. Ở đây trên IZ65 ngon. Anh em có thấy là cái vô lăng nó lạ không? Đây là vô lăng hai chấu ha, đây cũng là một loại vô lăng bình thường, nó có trợ lực, những cái cần gạt cũng rất là bình thường, đầy đủ các chức năng đèn gạt mưa on off đầy đủ. Và xem ta có thắng hoành khí xả ha, anh em ơi, anh em nhìn đây, đây là thắng hoành khí xả, đây cái dấu này đây nha. Như anh em bật lên thì cái nắp cúp bô gió nó sẽ đóng lại y cái máy lại cho anh em chúng ta độ dốc, hỗ trợ độ đều độ dốc. Rồi nói tiếp về cái vấn đề vô lăng đi. Thì đây chúng ta có được một cái logo Đô Thành in 3D không màu, nhìn khá là nhạt nhẽo, nhưng mà đây là màu xanh thì thấy là đẹp hơn rồi, nhưng không sao cả. Bên đây là chức năng nói tới, đây là cái nút điều chỉnh nhanh âm lượng của radio, rất nhiều chức năng hỗ trợ bật sáng đèn. Còn đây là hỗ trợ cho anh em như thế này nè, ta cùng test thử nè. Đây là nút dò đài, đây có thấy được không, khi lẫy lên đẩy xuống thì nó sẽ tự động dò FM, dò đài. Sau khi chúng ta đầu tư một cái bộ giải trí mà nó ngon lành hơn rồi thì chúng ta có thể tút cái nút còn lại thành cái nút chuyển nhạc cũng được, đó là một kiểu hay. Đây là nút ngắt âm thanh ngay lập tức, tăng giảm volume
ha, chuyển đài. Rồi, đây là chức năng sử dụng điều khiển nhanh cho bác tài khi đi một mình để điều khiển cái khu vực giải trí này. Đèn chúng ta có thể lắc qua lắc lại được nè, anh em thấy không? Để dịch chuyển được cái đèn chiếu sáng, đèn những cái hệ thống nút chết để anh em tăng cường thêm những cái việc khả dụng cho mình, cũng như là cái hệ thống vàng máy lạnh ở dưới thì cũng khá là cơ bản rồi, không có gì ấn tượng cả. Một ngăn học đựng nút lá ở đây à, nó rất là ok. Chúng ta có thể thấy được một cổng sạc 12V cũng được trang bị trên xe. Chúng ta có thể là sử dụng nó với mục đích là gạt đàn thuốc, hoặc là sử dụng nó với cái nhiều cái mục đích khác. Một khay để đựng cạc với zip, rất là ấn tượng. Ta cùng đi tới cái phần đồng hồ tắp lô, đồng hồ Contomat. Tại đây hiển thị rõ cho em chúng ta là đồng hồ đo tốc độ bằng kim, đồng hồ đo số vòng tua maximum là 5.000 vòng cũng bằng kim, đồng hồ đo lượng dầu còn lại trong xe, độ nóng của két nước, cùng với số lượng km và đoạn hành trình sử dụng bằng đồng hồ điện tử. Thì đây là sơ bộ về bên trong cabin của IZ65. À quên mất, ta còn một điểm trừ ở đây là cái trên trần của chúng ta nè, góp ý rất nhiều lần rồi, nhà máy vẫn để đây là cái loại là kiểu mà simili nhưng mà lại là giả nhung, nó rất là dễ dơ. Đấy, đây này quẹt nhẹ một cái anh em có thấy rõ ràng là nó dơ ngay là tức là dơ. Đó, thì đây là sơ bộ về bên trong nội thất cabin của xe đô thành IZ65 có hai phiên bản 3,5 tấn và 2,5 tấn. Ta sẽ, nếu anh em cần thêm thông tin về những dòng xe này thì hãy liên hệ với em Vinh ở số điện thoại để trên video nhé. Em Vinh sẽ hỗ trợ cho anh em các phương thức vay trả góp, mua ngân hàng, phương thức mua tiền mặt, hoặc là hẹn gặp anh em dùng một ly cà phê để xem xe, trải nghiệm thêm nhiều về những dòng xe này. Thì khi anh em coi video thì phiền anh em hãy like và comment vào video của Vinh nhé. Hãy đóng góp cho Vinh nhiều cái ý tưởng mới để Vinh làm những video nó hay hơn, hoặc là góp ý cho Vinh về những cái thứ mà Vinh chưa review được, chưa nói được. Đó, rất xin cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video của tôi, à không, của em Vinh. Thì mong anh em hãy like và bình luận những cái thứ mà anh em cảm thấy cần thiết, cần thêm. Em sẽ giúp cho anh em hiểu hơn về những cái chi tiết đó, cũng như là đóng góp xây dựng cái kênh YouTube của Quốc Vinh Ô tô ngày càng mạnh hơn. Xin cảm ơn anh em. Cần thêm thông tin anh em cứ alo vào số điện thoại để bên trong video nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo từ kênh Quốc Vinh Ô tô, kênh đánh giá xe tải chuyên nghiệp. Chào tạm biệt anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong phần động cơ máy móc của đô thành IZ65. Ở đây chúng ta có phiên bản là phiên bản Gold, bản cao cấp nhất, để xem thử cái thương hiệu máy được sử dụng trên đô thành khi mà lệnh cấm vận với Hyundai đã hết, đô thành sẽ sử dụng như thế nào. Thì với cái tiếng động cơ này thì không ít anh em sẽ nhận ra nó là động cơ gì rồi. Động cơ ECU. Và cái ECU này nó khác hoàn toàn với ECU khác, anh em quan sát kỹ, ta thấy cái phần đây là logo của hãng của xứ, tem mạc rất là rõ ràng ha, nó không giống như những cái cỗ máy ECU mà trang đầy trên nội địa. Đấy, không hơi, không cục bô đây, cục bô lớn lắm á, cục bô không nhỏ đâu, cục bô nằm ở bên của mình, chúng ta sẽ qua xem thử cái cục bô nè. Đây, phần máy của anh em, cục bô đây nè. Đây là cái em nói lúc nãy là đây là dàn nóng trên xe, nó nằm ở vị trí này, cùng với cái bộ làm mát cái nước bên đây. Hệ thống máy móc trên IZ65, hàng 3 cục, rất là liền lạc ha. Về hộp số cũng rất là to, rồi 2.5. Đấy, thấy được rõ ràng. Rồi, đây là sơ bộ về phần động cơ máy móc cũng như là cục bô gió
vàng nóng vàng lạnh bên trong Hyundai Đô Thành XF 65 Gold. Chúng ta sẽ cùng đi đến cái bước cuối cùng là trải nghiệm thử cảm giác ngồi trên cabin của dòng xe này. Nào, cùng đi thôi anh em.